Họ làm ăn tính toán kiểu gì thế này? Kiểu phê và dự phê. Đó là câu hỏi bật ra ngay sau khi tôi đọc bài báo dự án nạo vét 72 tỷ tăng sốc lên thành 2.595 tỷ đồng được báo Tiền Phong đăng tải vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Bài báo viết báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phước trình bày tại Quốc hội chiều 21 tháng 5 nhấn mạnh tình trạng điều chỉnh dự án với giá trị lớn, trong đó có dự án điều chỉnh từ 72 tỷ đồng lên thành 2.595 tỷ đồng, tăng đến 36 lần. Cái dự án tăng đến 36 lần mà báo cáo nêu ở đây là dự án nạo vét xây kè bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình. Có tìm hiểu được biết dự án này bắt đầu từ năm 2001. Kể từ đó qua rất nhiều lần điều chỉnh chỉnh, phê phê rồi duyệt duyệt thì giờ đây số tiền 72 tỷ đã lên đến gần 2.600 tỷ đồng. Kinh khủng. Rồi đây rất có thể Ninh Bình sẽ phải giải trình về việc này và khi đó chắc chắn sẽ có hàng loạt các nguyên nhân được họ nêu ra từ khách quan, chủ quan mà người nghe có thể ngất xỉu vì tính hợp lý của nó. Song nói gì thì nói, một dự án mà tăng lên đến 36 lần thì quả là khó mà lọt cái lỗ tai người nghe. Bởi nó giống như một ai đó ban đầu chỉ dự kiến xây cái nhà một tầng lè tè mặt đất rồi sau đó bỗng thăng thiên, đội vốn lên đến 36 tầng trời. Đây là câu chuyện không thể xảy ra kể cả với người bỗng dưng trúng xổ số độc đắc. Người viết bài này còn có một chút tò mò. Sào Khê là con sông nhỏ, chỗ rộng nhất khoảng 140 m, chỗ hẹp nhất chỉ 20 m, tổng chiều dài khoảng 14 km. Với số tiền 2.600 tỷ đồng, tức là chỉ riêng việc đánh phấn tô son, phẫu thuật thẩm mỹ cho dòng sông này đã mất gần 200 tỷ 1 km. Được biết, năm 2017, ngân sách toàn tỉnh Ninh Bình thu được khoảng 8.700 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là tổng kinh phí dự án nạo vét sông Sào Khê bằng khoảng gần 30% ngân sách của năm 2017. Có lẽ chính vì vậy, sau khi kiểm toán nhà nước công bố con số ở trên, dư luận đã nóng bỏng và sức nóng này lan tỏa đến cả nghị trường nơi Quốc hội đang họp. Trên báo đấu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết bức xúc trước vụ việc ông Đỗ Văn Sinh, đại biểu Quảng Trị đề nghị không hiểu dự án gì mà điều chỉnh kinh khủng thế, đề nghị thanh tra kiểm tra báo cáo trước Quốc hội làm điển hình. Người viết bài này rất đồng tình với ý kiến của đại biểu Sinh bởi như đã nói ở trên, sau khi đọc thông tin, tôi đã không khỏi thốt lên, họ làm ăn tính toán kiểu gì thế này? Tá, gente.